Tin bóng đá mới nhất ngày 6 tháng 7, Pogba sẽ trở thành cầu thủ của Real Madrid vào tuần sau. Barcelona muốn hất tay trên vụ De Ligt. MU sắp hỏi mua sao Bồ Đào Nha. Arsenal đề nghị 35 triệu euro dành cho Lucas Vázquez là những tin tức đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. Real Madrid sẽ chiêu mộ Pogba vào tuần sau. Các tờ báo của Anh đồng loạt tuyên bố rằng Real Madrid sẽ hoàn tất việc chiêu mộ Paul Pogba vào tuần sau. Nhà báo người Tây Ban Nha, Eduardo Inda, phát biểu trên chương trình El Chiringuito TV rằng Juventus thực ra chỉ là một mánh khóe của Mino Raiola, người đại diện của Pogba, để tăng giá mà thôi. Điều duy nhất thuận lợi cho Pogba khi sang Juventus là thuế. Tôi nghĩ vào tuần sau, Pogba sẽ là tân binh của Real Madrid. Real Madrid có thể đưa ra đề nghị trị giá 80 triệu euro cộng với Gareth Bale, Eduardo Inda cho biết. Tờ Marca tiết lộ Paul Pogba muốn gia nhập Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng hè 2019. Ở chiều ngược lại, chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez được cho là đã đạt thỏa thuận với siêu cò Mino Raiola và cá nhân tiền vệ người Pháp. Lúc này chướng ngại duy nhất của Real Madrid là thuyết phục MU bán Pogba. Đội bóng chủ sân Old Trafford được cho là không muốn để Pogba ra đi trong mùa hè này. Messi yêu cầu Barcelona bán Coutinho, Rakitic và Umtiti. Theo Diario Gol Tây Ban Nha, Leo Messi đã yêu cầu Barcelona đưa Coutinho, Rakitic và Umtiti vào vụ chuyển nhượng của Neymar. Đội bóng xứ Catalonia đang đối mặt với bài toán là họ phải bỏ ra khoản tiền khổng lồ để đưa Antoine Griezmann và Neymar về Camp Nou trong mùa hè này. Trong đó, riêng Griezmann có phí giải phóng là 120 triệu euro. Do vậy, Messi đã khuyên Barca đưa Coutinho, Rakitic và Umtiti vào vụ chuyển nhượng của Neymar đã giảm bớt khoản tiền mặt mà họ phải bỏ ra. Barca ước định Coutinho trị giá 120 triệu euro, trong khi đó Umtiti là 50 triệu euro. Ivan Rakitic cũng được định giá là 50 triệu euro. Barca hy vọng rằng có thể dùng 3 cầu thủ trên để đổi lấy sự phục vụ của Neymar. Cầu thủ đã rời Camp Nou để gia nhập Paris Saint-Germain cách đây 2 năm. Cả Coutinho, Umtiti và Rakitic đều nằm trong danh sách thanh lý của Barca trong mùa hè này. Việc họ rời Camp Nou chỉ là vấn đề thời gian. MU sắp hỏi mua Bruno Fernandes. Theo tờ Metro Anh thì MU sắp đưa ra lời đề nghị chính thức cho cầu thủ người Bồ Đào Nha, Bruno Fernandes. Fernandes là cầu thủ của Sporting Lisbon và nằm trong tầm ngắm của MU và Tottenham. Trong những ngày gần đây, Vitu Pinho, người đại diện của Bruno Fernandes, đã có mặt ở London để đàm phán với MU và cả Tottenham về tương lai của cầu thủ người Bồ Đào Nha. MU và Tottenham được cho là sẽ đưa ra lời đề nghị cho Bruno Fernandes. Sau đó họ sẽ gõ cửa Sporting Lisbon để hỏi mua tiền vệ này. Hiện tại, Sporting Lisbon muốn bán cầu thủ người Bồ Đào Nha với giá 56 triệu bảng. Trong khi đó, MU chỉ muốn bỏ ra 32 triệu bảng. Theo thông tin từ báo chí Bồ Đào Nha, Bruno Fernandes đã bị hấp dẫn bởi đề nghị của MU với mức lương 4,5 đến 5,3 triệu bảng trên mùa. Barcelona muốn hất tay trên Juventus để chiêu mộ De Ligt. Barcelona đang có hy vọng chiêu mộ thành công trung vệ De Ligt. Cầu thủ người Hà Lan được cho là sẽ gia nhập Juventus trong mùa hè này, sau khi anh đạt được thỏa thuận cá nhân với đội bóng của Italy. Tuy nhiên, Juventus vẫn chưa đạt được thỏa thuận với Ajax về phí chuyển nhượng. Đội bóng của Serie A đã đưa ra đề nghị 65 triệu euro cộng với khoản thưởng trị giá 10 triệu euro nhưng bị Ajax từ chối. Điều này đã mở ra hy vọng cho Barcelona. Barcelona có thể đáp ứng yêu cầu của Ajax về phí chuyển nhượng của De Ligt 75 triệu euro nhưng họ chưa đạt thỏa thuận cá nhân với trung vệ người Hà Lan. Ander Herrera chính thức ra mắt Paris Saint-Germain. Trên trang chủ, Paris Saint-Germain cho biết đã chiêu mộ thành công Ander Herrera theo dạng chuyển nhượng tự do. Rạng sáng nay giờ Việt Nam, tiền vệ Tây Ban Nha đã có màn ra mắt đội bóng mới. Paris Saint-Germain đã trao cho Herrera bản hợp đồng có thời hạn 5 năm kèm mức lương lên tới 300.000 bảng trên tuần. Mức đãi ngộ này vượt xa so với những gì MU đã đề xuất cho Herrera trong quá trình dài hạn. Herrera được cho muốn nhận lương 200.000 bảng trên tuần để gia hạn với MU, nhưng phó chủ tịch Ed Woodward không sẵn sàng chi tiền để có được sự phục vụ của cầu thủ sắp 30 tuổi này. Đó chính là nguyên do khiến Herrera rời MU theo dạng tự do. Tại Paris Saint-Germain, Herrera tiếp tục mang số áo 21 như khi còn chơi cho MU.
Herrera sẽ là phương án thích hợp để chám vào vị trí tiền vệ trung tâm của Adrien Rabiot, người vừa rời Paris Saint-Germain để đến Juventus. Arsenal đã đưa ra lời đề nghị trị giá 35 triệu euro cho tiền vệ Lucas Vazquez của Real Madrid. Đại diện của hai câu lạc bộ sẽ có cuộc gặp mặt vào tuần tới để quyết định tương lai của cầu thủ người Tây Ban Nha. Vụ Lukaku tới Inter bế tắc. Tương lai Romelu Lukaku đang rơi vào bất định khi Inter Milan có vẻ chần chừ trong việc ra quyết định. Ban đầu, Inter lên kế hoạch đề xuất mượn Lukaku 2 năm kèm theo điều khoản mua đứt trị giá 58 triệu bảng vào hè 2021. Từ Old Trafford, MU bắn đi tín hiệu rằng họ sẽ không bao giờ xem xét một đề nghị cho mượn dành cho Lukaku. Từ đó, chưa có một đề xuất chính thức nào từ phía Inter Milan dành cho tiền đạo 26 tuổi. Mức giá 75 triệu bảng mà MU đòi hỏi quá nhiều so với dự chi tài chính của Inter cho thương vụ. Theo tờ The Sun Anh, Inter đang nỗ lực bán cầu thủ để có ngân sách theo đuổi Lukaku. Nhưng vào thời điểm này, Inter chưa có đủ số tiền họ mong muốn. Sự chần chừ của Inter khiến người đại diện Federico Pastorello của Lukaku tỏ ra lo lắng. Ông nói với báo chí, chúng tôi sẽ chờ xem họ quyết định thế nào. Nếu Inter muốn mua cầu thủ, họ phải có động thái rõ ràng. MU đón tin vui vụ Maguire. Man City đã chính thức rút lui khỏi thương vụ Harry Maguire là tin vui MU đón nhận trong ngày chuyển nhượng hôm nay. Giá cả chính là nguyên do khiến Man City quyết định từ bỏ Maguire. Đội chủ sân Etihad cho rằng mức giá 90 triệu bảng dành cho Maguire là quá cao. MU biết rõ việc Leicester làm giá. Tuy nhiên, trong bối cảnh khác trung vệ, MU cần bạo chi. Ở lần đầu tiên ra đề nghị, MU đã chồng lên bàn đàm phán số tiền 70 triệu bảng nhưng vẫn bị Leicester từ chối. MU nâng cấp tuyến giữa bằng mục tiêu 135 triệu bảng. Truyền thông Anh và Tây Ban Nha đưa tin MU đã hỏi mua tiền vệ Johnny Gress của Atletico Madrid để chuẩn bị cho cuộc sống không Paul Pogba. MU quyết định theo đuổi Gress sau khi Atletico chi số tiền kỷ lục 113 triệu bảng chiêu mộ Joao Felix. Johnny Gress sở hữu kỹ thuật, tốc độ và kỹ năng dứt điểm tuyến hai hết sức ấn tượng. Tiền vệ 24 tuổi đang có phí giải phóng hợp đồng lên đến 150 triệu euro tương đương 135 triệu bảng. Nếu như muốn có cầu thủ này, MU chắc chắn phải bán đi Paul Pogba. Marcelo muốn ra đi. Tờ Sport cho biết đích thân Marcelo đã để đạt nguyện vọng được ra đi trong mùa hè này với ban lãnh đạo Real Madrid. Hiện tại có rất nhiều câu lạc bộ muốn sở hữu Marcelo như Juventus, Arsenal, AC Milan hay Paris Saint-Germain. Trong số này, Juventus đang có lợi thế lớn nhất, bởi hậu vệ người Brazil được cho là muốn tái hợp với siêu sao Cristiano Ronaldo. Nếu bán Marcelo, Real Madrid có thể thu về số tiền từ 30 đến 35 triệu euro. Trong 12 năm khoác áo đội chủ sân Santiago Bernabeu, hậu vệ người Brazil đã giành được 20 danh hiệu lớn nhỏ gồm 4 La Liga, 2 cúp nhà vua, 3 siêu cúp Tây Ban Nha, 4 Champions League, 3 siêu cúp châu Âu và 4 FIFA Club World Cup. Gareth Bale vẫn sẽ tham dự tour du đấu hè 2019. Tờ Marca cho biết Gareth Bale sẽ không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Zidane ở mùa giải tới. Tuy nhiên, tiền vệ người xứ Wales thông qua người đại diện Jonathan Barnett vẫn bày tỏ mong muốn được ở lại Real Madrid. Hiện tại, ban lãnh DAOH Real Madrid đã chấp thuận yêu cầu bán Gareth Bale trong kỳ chuyển nhượng hè 2019 của huấn luyện viên Zidane. Tuy nhiên, đội chủ sân Santiago Bernabeu vẫn chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị chính thức nào dành cho tiền đạo người xứ Wales. Trong cuộc phỏng vấn với ESPN mới đây, người đại diện Jonathan Barnett của Gareth Bale đã khẳng định cậu ấy không có ý định rời Real Madrid và đã sẵn sàng bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải vào tuần tới. Gareth Bale còn hợp đồng tới năm 2022 và sẽ phù hợp với huấn luyện viên Zidane. Ra đi ư? Những tin đồn đó thật rác rưởi. Đến với các tin tức bóng đá Việt Nam, trung vệ Gustavo Santos khoác áo Sài Gòn FC. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã chấm trung vệ Gustavo Santos, người đã khoác áo Viettel thời gian qua. Cầu thủ người Brazil sở hữu chiều cao đến 1m95 nhưng ở Viettel, bộ đôi Tiến Dũng, Ngọc Hải chơi khá ăn ý nên anh không có cửa đá chính. Hơn nữa, Viettel muốn dồn cả 3 suất ngoại binh cho tuyến trên nên hai bên đã nói lời chia tay. Về Sài Gòn FC, Gustavo sẽ có cơ hội đá chính bởi huấn luyện viên Nguyễn Thành Công muốn có một ngoại binh chơi tuyến dưới nhằm đảm bảo sự chắc chắn cho hàng thủ. Trong diễn biến khác, Sài Gòn FC chuẩn bị ra mắt tiền đạo Gelvan Magno nhằm thế chỗ của Da Silva vốn đã bị thanh lý hợp đồng.
Huấn luyện viên Henrik Kalisto nói điều bất ngờ khi công phượng sang Bỉ. Huấn luyện viên Henrik Kalisto đã giã từ sự nghiệp cầm quân từ lâu. Ông vừa mới có chuyến thăm trở lại Việt Nam để gặp mặt những người bạn cũ trong thời gian còn làm việc ở câu lạc bộ Long An. Khi biết tin một cầu thủ khác của Việt Nam là công phượng sẽ sang Bỉ, ngay lập tức ông Kalisto cảm thấy hào hứng xen lẫn sự ngạc nhiên khi hay việc tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai sẽ khoác áo đội Sing Students thi đấu tại giải Jupiler Pro League của Bỉ. Thương vụ này sẽ được ký kết trong ngày hôm nay. Buổi lễ công phượng ký hợp đồng với câu lạc bộ Sing Students sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ ngày 5 tháng 7 tại khách sạn Red. Văn Đức lùi lịch phẫu thuật. Chấn thương của tiền vệ Phan Văn Đức nặng hơn dự kiến nên thay vì được phẫu thuật ngay khi bay sang Singapore, tiền vệ của đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sẽ lên bàn mổ muộn hơn dự kiến. Văn Đức được chẩn đoán bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước đầu gối, phù đầu dây chằng chéo ngoài, dập rách sụn sau và phù dập giải rác lồi cầu xương ngoài. Người trực tiếp chữa trị cho tiền vệ Phan Văn Đức là bác sĩ Tan Kim Lee tại bệnh viện Parkway ở Singapore, chuyên gia hàng đầu về dây chằng ở châu Á. Ông Lee cũng vừa phẫu thuật thành công cho trung vệ Đình Trọng ít ngày trước. Sông Lam Nghệ An tạm ứng khoảng 600 triệu đồng để Phan Văn Đức chữa trị chấn thương. Sau đó Liên đoàn bóng đá Việt Nam và đơn vị bảo hiểm sẽ phối hợp chi trả nguồn kinh phí này.